Hello mọi người, là mình đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video cho mọi người, đó chính là quay tổng kho và bây giờ Squishy Bean Shop mình cho mọi người xem nha. Đây là toàn bộ những em chopper và những em mini shop, mini indo, mini nhập Bean Shop mình mới về ha. Cho mọi người chim ngắm nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bao giấy từ những em trên kệ, những em chopper nha mọi người. Thì mình còn một đơn hàng số lượng bơ về nữa, nhưng mà mình sẽ quay sau cho mọi người nha. Ok, thì mình sẽ quay bên đây trước. Bên đây thì mình có rất là những cái bánh mì như thế này ha. Đây là bánh mì Galaxy nha mọi người, có giá là 25.000 một cái nhé. Vậy là lấy hết mình để giá 20.000 nha mọi người. Nó rất là xinh nhưng mà nó sẽ không có được slow lắm đâu nha mọi người. Xinh lắm. Tiếp theo bên đây thì mình có chất bơ, chính là mình có mẫu xoài nè mọi người. Xoài chất bơ nha. Đấy, mình nghĩ là mọi người cũng đã biết cái mẫu này rồi ha. Chất bơ thì không phải chê đâu nha mọi người, quá đỉnh luôn. Chất bơ siêu mềm và slow. Món này có giá là 45 nha. Tiếp theo mình có cái bánh nướng vàng như thế này. Xinh lắm mọi người, chất bơ ha. Trên kia này đồng giá là chất bơ nha mọi người. Tất cả đều là chất bơ nhé. Quên. Đây. Thơm lắm mọi người, những em chất bơ này người ta nói là nó không những đỉnh về độ slow mà nó còn thơm nha mọi người. Chất tuyệt đỉnh khỏi bàn luôn ha. Mình có 3 cái, có giá là 45 nha mọi người. Mình sẽ về thêm một lô chất bơ nữa thì mình sẽ quay sau cho mọi người xem nhé. Lô mình là như thế này thì mình quay trước. Khối bò mình còn 4 cái, hai cái màu vàng với lại hai cái màu hồng. Đây là 45. Trên đây mình còn kem nha mọi người. Kem thì mình có hai màu là màu vàng và màu hồng cho mọi người nhé. Đây, xinh lắm mọi người. Có đây là 45 luôn nha mọi người. Mình còn có vài cây là hết nha mọi người ơi. Đấy. Có hai màu nha. Đây là tag nha. Mọi người về mọi người gắn lại giúp mình với nhé. Hàng new nha mọi người. Rất là đẹp luôn mà giá thì siêu siêu rẻ luôn á mọi người. Tiếp theo thì ở dưới đây thì mình có cho mọi người đó chính là bánh cua ốc nè mọi người. Đẹp chưa? Món này bao đẹp luôn á mọi người. Mình sẽ quay và báo giá, nói chung là mình sẽ like mọi người, livestream ở trên TikTok á mọi người. Vô mọi người xem cận chất nha, chứ ở trên đây thì quay nó hơi nhanh một xíu mọi người. Bánh này có giá là 65 nha. Mình còn 5 cái nha mọi người, mình sẽ về thêm luôn mọi người, yên tâm. Mẫu này thì bánh bao hàng đào này đứt hàng rồi nha mọi người, mình sẽ không về lại nữa. Mình chỉ còn đúng 3 cái là hết hàng nha, mình có hai cái màu hồng với lại một cái màu vàng nhé. Cái này có giá là 65 nha mọi người. Rồi, em heo nằm ở trong hộp như thế này. Cưng lắm luôn á mọi người. Cưng chưa? Đây, mình cho mọi người xem nha. Siêu đẹp luôn á mọi người. Rồi, siêu trịnh tăng chất bơ nha mọi người. Siêu đẻ luôn, có giá là 55.000 một bé nha. Kèm hộp cho mọi người luôn nha mọi người. Chính hãng nha, mình còn có 3 bé thôi. Của Hachimi. Rất là đẹp luôn á mọi người. Mình còn 3 bé nha. Rồi bên đây thì mình có chính là chuối chúc bơ. Mình còn 3 set thì mình có bánh lẻ và có bánh set luôn nha mọi người. Một set như này có giá là 90 nha. Còn bạn nào mà chúng ta mua một trái lẻ thì có giá là 33 nha mọi người. Mình còn 3 set và cái mẫu này là đứt hàng rồi nha mọi người. Không có sản xuất là cái mẫu này nữa, nên là bạn nào thích thì nhanh tay nha mọi người. Còn đúng 9 quả thôi. Bên đây thì mình có những cái lát dưa hấu như này để mình mở ra cho mọi người xem. Chất này mọi người nhìn nó đơn giản thôi chứ nó siêu slow luôn á. Đó, đã chưa? Chất nè mọi người. Có giá là 42 nha mọi người. Bạn nào chuyển khoản đi, mình để giá 40. Bánh bao dâu mình còn 2 cái. Đó, chất bơ thì nói chung là không cần bài đâu mọi người. Nghe chất bơ là biết slow rồi ha. Có giá là 45. Rồi, cái bánh khố này cũng rất là hiếm nha mọi người. Bánh khố này chất bơ luôn nha. Cũng rất là hiếm luôn. Mà nói thật, cái mẫu này khó kiếm ở Việt Nam lắm. Có giá là 45 nha mọi người. Mọi người muốn xem cận chất thì mọi người có thể đợi mình like vào 7 giờ tối hàng ngày nhé. Dưới đây thì mình có chính là những cái mẫu heo, cái này heo có giá là 25 nha mọi người. Trời ơi, siêu slow luôn á, mình còn 5 con. Đây cái này mình còn bánh kem này là 40, cái này là 55 nha mọi người. Bắp là 30 nhé, heo này là 25 xị 22 nha mọi người. Rồi bên đây thì mình có bánh dứa này cũng đứt heo nha mọi người, còn đúng 2 cái. Có giá là bao nhiêu nhỉ? 65 nha mọi người. Đó là 65. Rồi, mẫu này. Bánh này bao đẹp mà mình hề là còn đúng một cái luôn á mọi người. Rồi, mẫu này mình muốn nhập số lượng nhiều cực kỳ luôn nhưng mà còn đúng một cái thôi. Trời ơi, đẹp lắm luôn, nó nét lắm luôn á mọi người. Nhìn nó, mình nó thật ra nó rất là đẹp luôn á. Mẫu này giá là 48 nha. Rồi mình còn những cái bánh khối như thế này nha mọi người. Cái bánh khố này thì thật sự là 10 điểm không có nhân luôn á mọi người ơi.
nó to mà nó siêu bự luôn á, nó siêu slow luôn á. Nó là chất bơ nha, chứ không phải là những cái em chất bình thường như là những cái mẫu kia đâu nha mọi người. Mình đã từng có một cái bánh khối này nhưng mà nó là chất bình thường, nó không slow ấy. Mình có một cái màu cam nhưng mà nó không có slow mọi người. Thì hôm nay mình về cái shop này, họ bán rất là chất lượng luôn. Bánh khối rất là mềm và cực kỳ slow nè mọi người. Mình có cho mọi người là 4 màu nha. Mình còn hai cái màu hồng. Đó, siêu to luôn mọi người. Mọi người làm cối kia đâu cũng đẹp lắm á. Cũng được nha. Một cái màu cam nè. Với lại một cái màu vàng nha mọi người. Cái màu cam này siêu đẹp luôn. Màu vàng cũng rất là đẹp nha mọi người. Giá là bao nhiêu nhỉ? 75 nha mọi người. 75. 75 hay 80 gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ xem bên này cho mọi người nha. Bên đây thì mình có một thùng kitty luôn nha mọi người. Thùng kitty luôn, mình sẽ cho mọi người giá 25.000 một con nha. 25.000 một con, mọi người lấy số lượng thì mình để giá mọi người 20 nha. Nhiều lắm mọi người ơi, mình có hình như là hơn 20 mấy cái á. Rồi bên đây thì mình có bánh mèo nè mọi người. Bánh mèo thì mình còn cỡ 20-30 cái. Đây, 20-30 cái luôn ha. Có tổng cộng là 4 màu thì phải nhỉ. 4-5 màu gì á. Mẫu này có giá là 12.000 nha mọi người. Xị sẽ rất là rẻ luôn. Xị giá rộng chỉ từ 6-7-8.000 thôi. Nên là bạn nào lấy số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ nha. Bánh mèo thì chất định khỏi bè rồi ha. Rồi bên đây thì mình có những cái mẫu như thế này. Đây mấy cái mẫu Nhật nha. Mấy mẫu này thì cũng tầm 10.000-12.000 thôi mọi người. Mè này là 13 nè. Mấy cái bút này là 11.000 nha. Đẹp lắm, toàn là hàng đẹp không nha. Rồi cái này là 10.000. Tiên cá này là 15. Rùa là 12. Rồi cái bánh bao này mọi người nè. Cái bánh bao này mình nói thật nó bao đẹp luôn á. Cái bánh bao Galaxy này mọi người mình thấy rất là hiếm nha. Mẫu này hiếm nè. Mình bán cho mọi người giá 12 thôi. Cái bút búa này là 15 nha. Siêu đẹp luôn, cưng ha. Rồi mình có cho mọi người chính là những cái mẫu này. Mấy cái mẫu này là 10.000 nha. Rồi bánh cua hiếm này là 25 nha mọi người, chất siêu đẻ luôn. Mọi người EB mình đi, mình gửi độ slow cho mọi người xem. Cái bánh này là 10.000 nha mọi người, cái mẫu này 10.000. Rồi những cái mẫu này, lát sân quýt này là 12 nha mọi người. Rất là đẹp luôn á. Rất là đẹp luôn, cái mẫu màu đen này chất rất là đẹp. 12 nha. Rồi bánh này 12 luôn. Cái này là 10.000. Bình sữa là 14 nha mọi người. Hamburger 13. Lát sân quýt Black Mickey này là 13 nha mọi người. Cưng lắm. Đào này mình để cho mọi người là 10.000 một cái nha. Mình còn hơn chục cái. Chất xưa nha mọi người, đào slow nha. Rồi, hamburger Mickey này là 13 nha mọi người ơi. Xinh lắm. 13. Bên này thì mình có chính là mấy em thuốc ú 7 xăng thì có giá là 11.000. Còn thuốc ú 4 xăng này có giá là 9.000 một cái nha mọi người. Lẽ là 9.000 một cái, thuốc ú 7 xăng thì nó sẽ slow hơn nhé. Bên trong đây thì mình còn một cái thùng mà bánh thọ Kanahei, mình còn như là 40-50 cái luôn á mọi người. Bạn nào lấy số lượng thì mình sẽ để giá cho mọi người là 8.000 nhé. Còn mọi người mua lẻ thì có giá là 10.000, còn mua sỉ có giá là 8.000. Mọi người lấy hết thì mình để giá mọi người là 6.000 luôn nha. 6.000 thôi mọi người ạ. Rất là rẻ luôn nha. Rồi mẫu này có giá là 18 nha mọi người. Những em Sanrio đồng giá là 18 nhé. Rồi có bên đây thì mình còn cho mọi người là mây này. Mây này có giá là 10.000, sỉ 9.000 nha. Còn bạn nào lấy số lượng đỡ mình để giá cho mọi người là 7.000 luôn. Mình còn rất là nhiều mây luôn nha. Rất là nhiều mây luôn. Bạn nào muốn xị thì tha hồ xị nhé. Bên đây thì mình có cupcake này, mình có lại nè, 10.000 một cái. Xị là 8.000. Rồi que kem này cũng là 8.000 luôn nè. Sô-cô-la này là 12. Bánh khối với lại trứng mèo này là 11 nha mọi người. Nhiều lắm mọi người. Bên đây thì mình có những cái mẫu donut. Donut nhỏ này là 9.000 ha. Còn donut này là 12.000 nha mọi người. Đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp lắm mọi người ơi, xinh lắm. Rồi bên đây thì mình có chính là cái mẫu túi lưới xúc xích này là 20, cái này cũng 20 nha mọi người. Mẫu này 12 nè, tiên cá này là 12 nha. Rồi hamburger này là 10.000 luôn. Rồi mấy cái Indo này là 10.000 nha mọi người. Mấy cái kem này là 9-10.000 nè. Rồi mấy cái này là 9.000. Kem 10.000 nè. Donut này là 10.000 luôn, donut nơ này 10.000. Rồi cái này là 12, tạo cắm bút 12 luôn ha. Đó. Cơm này là 11 nè. Còn mấy cái kem thú này là 13 nha mọi người. Đó, nó có 4 mẫu nè. Xinh lắm. Rồi cá heo này là 20. Rất siêu đẻ, chất xưa nha mọi người, siêu đẻ luôn. Siêu mềm, siêu slow luôn. Rồi bánh mèo này. Cái này 10.000. Cá
bánh khố này siêu đẹp luôn nha mọi người. Bánh khố này 15 nha. Bánh khố này siêu đẹp luôn á mọi người. Cái màu của nó rất là đẹp nha. Và cái chất của nó cũng mới đẹp nha mọi người. Không phải là chất sốt kia đâu nha mọi người. 15 nhé. Rồi cái mẫu này là cho mọi người làm chất mèo Nhật luôn. Hàng Nhật luôn nha mọi người. 14. Rồi cái nấm. Cái nấm là chất Nhật nha mọi người. Siêu đẹp. Mình còn 3 cây. Bao đẹp của mọi người. Màu đỏ nha. Có giá là 12. Đó. Ok. Khối này là 12 luôn nha. Ok. Và video bao giá cùng với mình đã kết thúc rồi. Mọi người thấy video này hãy cho một like và một đăng ký ủng hộ nha. Bạn nào chúng ta chưa đăng ký, mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nha. Và bạn nào chưa follow thì mọi người nhớ follow TikTok của mình nha. Còn bạn nào mà chúng ta có nhu cầu mua hàng thì nhớ bấm Shopee và TikTok của mình để mua hàng nha. Bye mọi người.